Anh em chào mừng anh em đã đến với em Tùng Audio Hải Dương, tiếp tục lên sóng cho anh em những bộ sản phẩm mic không dây cao cấp từ nhà hãng ITC. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng lên sóng cho anh em đây là ITC DM10 phiên bản mic không dây quá là chất lượng và cũng như là cũng tân quyền. Bên em Tùng Audio, bên em Tùng làm rất nhiều video về dòng mic này rồi, và hiện tại thì bên em cũng đang tiếp tục về thêm những cái lô hàng mới đến từ ITC DM10. Khi mà em gửi hàng đi em thấy rất là yên tâm khi em đánh giá rất là cao với phiên bản mic không dây chất lượng của ITC. Và hiện tại bên cạnh em đang sản mức giá hơn 2 triệu đồng một chút, anh em đã sở hữu ngay cho mình một con mic không dây cao cấp, sản phẩm chính hãng của nhà phân phối ITC nhá. Nhận hàng về các anh em được quyền kiểm tra hàng, được thử hàng trước khi toán, và cái độ hiệu quả trong tiếng mic tiếng lời của ITC DM10 sẽ mang lại cho anh em một cái giải pháp tốt nhất trong việc chúng ta cải thiện chất giọng âm thanh và giọng hát của chính mình với ITC DM10 phiên bản mic không dây vô cùng chất lượng. Và ok, và ngay bây giờ cùng anh em kiểm tra tính năng và chất lượng âm thanh của mỗi sản phẩm mic không dây ITC DM10 nhá, để xem mức giá thành như vậy liệu nó xứng đáng để anh em lựa chọn mang nó về phòng hát gia đình và trải nghiệm âm thanh hay không. Em thấy là nhiều bác đang đi tìm mua những bộ sản phẩm mic không dây và mua những cái mẫu sản phẩm hàng chính hãng, chúng ta sẽ không phải lo về hiện tượng hàng lỗi trôi nữa và sẽ có chế độ bảo hành đầy đủ dài hạn của nhà hãng, thì chúng ta yên tâm về kể cả phần chất lượng. Bên em cũng đã kiểm định rồi, bên em cũng đã test qua và theo cái ý kiến của bên em Tùng và cũng rất nhiều anh em khách hàng đặt hàng, thì em thấy là cái dòng mic này vô cùng chất lượng và đảm bảo cho việc chúng ta trải nghiệm âm thanh gia đình. Với thiết kế màu đen là một trong phiên bản màu rất là dễ phối đồ và là phiên bản phay nhôm nữa, đã chống hen gì tốt hơn so với những phiên bản thông thường. Đấy, và có các phím tính năng âm lượng tổng to được thiết kế làm ngay góc tay phải tay trái, rất dễ dàng nhận biết cho anh em để chúng ta có thể thao tác tăng giảm âm lượng tùy ý. Và anh em lưu ý cho em, khi chúng ta sử dụng mic không dây chúng ta lên để âm lượng tổng vừa phải thôi, tránh hiện tượng chúng ta để âm lượng tổng quá lớn dẫn đến hiện tượng rúi xảy ra trên những bộ sản phẩm mic không dây nhá. Có mặt màn hình điện tử hiển thị ngay chính giữa đây, nó sẽ chia ra làm hai bên cho các chế độ tần số của tay mic A và tay mic B. Đấy, và có các phím bấm thì chúng ta có thể thao tác như là nút up, nút set và nút down, chúng ta sử dụng và chuyển đổi tần số tự động, chuyển đổi tần số thủ công, thao tác trên thân máy cho em thôi, rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Hai dâu anten phía sau với chế độ bắt sóng cực kỳ xa, lấy đây em hoàn toàn có thể yên tâm cho việc chúng ta chơi gia đình, tránh hiện tượng là bị vấp nời vấp tiếng khi chúng ta sử dụng sóng yếu. Với dòng mic ITC DM10 chúng ta không phải lo về hiện tượng sóng chập chờn nữa, với chế độ bắt sóng xa của mic ITC sẽ tự tin mang lại cho anh em chế độ âm thanh chuyên nghiệp khi ra lựa chọn những dòng mic không dây, đặc biệt là ITC DM10. Và đây là thiết kế tay mic của phần tay mic của ITC DM10 với phiên bản hôm nay bên em lên sóng là phiên bản màu bạc. Đây là một trong phiên bản màu rất là sang trọng anh em ạ, cầm nắm thoải mái, lớp sơn bên ngoài này đảm bảo không tránh hoen gì tốt các anh nhá. Và tay mic của em này thì em thấy là nó thon gọn nhưng mà cầm nắm em thấy là cái độ ổn định rất là tốt và cầm lên em thấy rất là thoải mái. Trên phần tay mic này có thêm tính năng tự ngắt nữa, đảm bảo sử dụng lâu dài, bền bỉ, tiết kiệm năng lượng cho anh em. Và bây giờ thì anh em lắp tai nghe vào và trải nghiệm âm thanh thực tế đến từ bộ sản phẩm mic không dây ITC DM10 bên em Tùng Audio nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2 5 6 7 7 8 9 10 11 2
các anh em đánh giá thế nào với chất lượng âm thanh của dòng sản phẩm mic này ạ? À? Quá tuyệt vời luôn các bác anh em mà đã cảm nhận cái chế độ âm thanh sắc nét, chi tiết và chuẩn tiếng đến từ dòng mic này chưa ạ? Đây là một con mic mà không dây mà em thấy là tiếng âm thanh nó thoát ra đạt độ hiệu quả cực kỳ tốt này, thoáng tiếng, sáng tiếng và không hiện tượng bị ồm, rú, rít mic xảy ra khi qua sử dụng cái dòng mic này. Là âm thanh nó thoát ra, nó mang lại cho anh em cái chất lượng âm thanh chi tiết ở trong vòng họng này và nó sẽ mang lại cho anh em cái độ hiệu quả. Anh em muốn có một chế độ âm thanh thoát tiếng, tiếng thanh thoát trong tiếng, hãy lựa chọn ngay dòng mic không dây ETC MX10, một trong phiên bản mic không dây quá chất lượng của nhà hãng ETC. Và giá thành thì bên em cũng đã thông báo rồi. Đấy, hiện tại thì bên em cả anh em đang xả với giá hơn 2 triệu đồng một chút là anh em đã sở hữu ngay cho mình một con mic không dây bản chuẩn chất lượng cao cấp chính hãng của nhà hãng ETC, bảo hành đầy đủ cho anh em. Nhân hàng về các anh em được quyền kiểm tra hàng, được thử hàng khi thanh toán anh em nhé. Anh em đang có nhu cầu với phiên bản mic không dây cao cấp chất lượng chính hãng của ETC DX10, liên hệ ngay bên em cùng theo số thoại 0979629336 để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất đến từ bộ sản phẩm mic không dây này. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào anh em.